Ok, Khoa xin chào các bạn. Chào tất cả các tình yêu. Hôm nay mình sẽ chế gì đây? Khoa có hai viên pin 3,7V, một cái hộp pin, pin song song, một sợi dây đồng và linh kiện. Ok, để Khoa tìm nha. Con led, một con led 3V. Ok, đây là cái đống linh kiện mà Khoa đã mấy cái đồ điện tử vào năm Thịnh Bảo Lục ra đó, mình đã dành lại. Mình đăng ký một cái con transistor C1815. Cái con transistor đó thì khá thông dụng, mình nghĩ là trong cái đống này nó sẽ có, trong mấy cái mạch điện tử amply đâu có nhiều cái con transistor đó lắm. Đây, một em C1815, mình cần 2 em. Đây, một em nữa C1815. Ok, rồi thêm một cái mạch sạc để sạc hai viên pin này. Bây giờ mình tiến hành mình làm nha. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái dụng cụ thử điện cảm ứng, giống như ở ngoài thị trường có bán những cái bút thử điện mà không cần chạm á, để biết được dây nào là dây nóng, dây nào là dây nguội trong điện nhà, điện AC. Bây giờ mình tắt cái lớp nhỏ này đã ha. Cái này thì dùng đơn giản lắm các bạn, cần hai con transistor này, led và pin dây đồng. Mình chế thêm cái mạch sạc để sạc hai viên pin này. Thật sự thì hai viên pin này mình dùng để thử điện thì lâu lắm mới hết, nhưng mình vẫn chế sạc cho nó để cho tiện lợi. Ok, mình chỉ dùng một sợi thôi, còn mấy sợi này cấp lên. Rồi, hai con transistor này mấy bạn úp ngược vào nhau nha, úp cho nó nằm cái mặt phẳng cùng với nhau. Rồi mình tính chân mình hàng chính vậy, nó có một mặt tròn một mặt phẳng thì lấy hai mặt phẳng úp vô nhau. Cái gì vậy? Thì thế này, cái gì vậy mẹ? Đó, lấy hai mặt phẳng úp vô nha. Cha đang làm việc thì thấy không? Trong điện ở đây thì đúng cái này, cha đang làm việc. Rồi, đây các bạn nhìn nha, hai đường trăng này đối mặt nhau. Nối chân ngoài với nhau. Tiếp tục, hai chân giữa nối với nhau và nối với lại bóng led. Hai chân giữa nối với nhau, các bạn nối vô cái cực âm của bóng led nha. Đây là mặt sạc nha các bạn, sạc có bảo vệ. Mình tiến hành hàn dây cho mấy bạn, hàn cho mạch sạc để cấp nguồn cho sạc cái pin ha. Ok, xong cái phần dây cho cái mặt sạc nha.
Rồi còn lại một cái chân ở trên này của transistor thì mình nối vô cái dây đồng này. Rồi thế là tạm ổn. Bây giờ qua lá cành cho nó thôi. Dán keo cố định cái điện thông mỹ lại. Mình hướng dẫn lại nha. Hai con transistor đập mặt vào nhau, đập hai mặt phẳng vào nhau. Rồi chân bên phải, hai chân bên phải của hai con đập mặt vào nhau, nối chung với nhau. Chân ở giữa của hai con nối chung với nhau và nối với cực âm của bóng đèn led. Và chân ngoài cùng của con ở dưới, con dưới nha, con này con trên nè, con này con dưới nè. Chân ngoài cùng của con ở dưới thì nối vào cực âm của pin, và chân ngoài cùng của con ở trên thì nối vào cuộn dây đồng. Bóng led thì một đầu nãy nối vào chân giữa của hai con transistor rồi, còn cái cực dương của bóng led thì nối vào cực dương của nguồn cấp. Rồi mình làm lại cho nó màu mè qua lá hẹ. Ok, cuối cùng cũng xong rồi nha mấy bạn. Đây, hồi nãy giờ cái cách mà hàn với lại đi dây thì mình cũng hướng dẫn hết rồi đó. Mình làm thêm cái mặt sạc để trừ trường hợp hai cục pin này nó hết. Nhưng mà chắc chắn pin này rất là lâu hết, bởi vì nó nuôi có một con led bé tí tẹo như thế này mà lâu lâu mình mới dùng để thử mà, thì biết bao giờ hết. Là mình vẫn dùng sạc, đây mình đổ keo hết rồi nè. Giờ mình bỏ pin vào thử nha. Đây là hai cục pin lắp song song, cho nên 3,7V nhưng mà nó không có tăng, nó bé nó cao hơn, xài lâu hơn thôi. Nếu mà bạn nào có cái đế pin mà một viên cũng được nha, tại vì mình không có đế pin một viên. Rồi ok, bây giờ mình test thử. Đây mình có sợi dây 220 ra hai sợi đây. Bây giờ mình cắm nguồn vô thử nha. Mấy bạn test cái này thì cẩn thận tí, bởi vì tránh trường hợp đụng vào điện 220. Rồi đây, giờ mình để vào dây này đây. Rồi dây này nó lên đèn, vậy là dây này dây nóng. Rồi mình để sang dây này không lên đèn. Rồi đó, là dây nguội đó, chắc chắn dây này dây nguội. Còn khi mà trên một cọng dây đó mình đo mà dây âm tường khoảng, nói chung là mỏng thôi, khoảng 2-3cm thôi, chứ nhiều hơn thì nó không có cảm nhận được đâu. Nếu mình để vào dây thì nó sẽ sáng đèn lên đó, để mình biết trong cái dây nào có điện hay không, trong dây điện có điện hay không ha. Mình đo lại nha. Đó, mấy bạn thấy chỉ cần để gần sợi dây điện thôi, sợi dây nóng thôi, thì nó đã lên đèn rồi, chứ không cần là phải chạm vào đó. Chỉ cần mình thấy có tín hiệu đèn led lên là biết dây đó là dây nóng, không cần chạm vào. Đây, không cần chạm vào. Bây giờ mình đổi cái chu điện ngược lại, mình cắm chu điện ngược lại. Lúc này hồi nãy là dây xanh dương là dây nóng, dây nâu là dây nguội đúng không? Bây giờ mình xoay cái chu điện mình cắm ngược lại thì mình thử lại. Đây, hiện bây giờ dây xanh dương nãy dây nóng thì bây giờ nó đã thành dây nguội. Và dây nâu là dây nguội thì bây giờ nó đã là dây nóng. Đó, rất là ok. Dùng những cái đồ rất là rẻ tiền mà trong nhà ai cũng có. Trên Sito C1815 thì mấy bạn có thể ra chợ Nhật Tảo mua, nhưng mà thường thường nhà bạn nào cũng có đồ điện tử cũ, âm ly cũ, rồi đầu đĩa cũ ngày xưa gì đó, thì mấy bạn tháo ra hư nha, cũ hư mấy bạn tháo ra, mấy bạn lấy lại những cái đồ linh kiện thì mấy bạn sẽ thấy con transistor C1815 rất nhiều trong những đồ đó. Cái này ngoài bây giờ mình tháo điện ra rồi thì nó không có đèn nữa. Cái này ngoài đo dây điện AC, đo điện xoay chiều, thì để mình thử xem trong dây có điện không, luôn cả điện DC mình vẫn thử được nha mấy bạn. Chỉ cần mình để cái này gần sợi dây thôi, nếu có điện nó sẽ sáng đỏ lên, nếu có tích điện nó sẽ sáng đỏ lên. Đây, rồi
Khi dùng hết hai cục pin này, mình chỉ việc mình cắm sạc thôi. Tại nãy mình có làm cái mặt sạc cho nó. Đây, cái đầu sạc đây. Micro USB được cắm vào. Đây, đèn đỏ lên. Thì khi nào sạc này nó sạc đầy thì nó hiện qua đèn xanh thôi, thì rút ra. Rất là tiện lợi. Ok. Thậm chí là cái mặt này bạn xài một cục pin vẫn được nha, bởi vì này là mình dùng hai cục song song. Thì một cục nó vẫn đủ điện để nó cấp cho thằng này sáng lên. Một cục vẫn được. Mà như lúc nãy mình nói đó, tại mình không có cái đế pin, cái đế một pin cho nên mình làm đế hai pin. Thậm chí cái này làm với pin 18650, pin to cũng được. Đây, các bạn có thể làm với một viên pin này. Nếu mà các bạn không có đế pin thì mình có thể mình hàn trực tiếp lên cái mặt này luôn. Còn vấn đề mà hàn lên cái mặt pin để cho nó dính á, thì mình không có mấy hàng seal như mọi người. Hàng seal thì dễ lắm. Đó là cái kim nó chọt xuống bóc là nó dính vào. Mình không có mấy hàng seal thì mình sẽ có một cái video khác hướng dẫn mọi người hàn lên pin mà không cần mấy hàng seal, chỉ cần hàn bằng mỏ hàn chì là nó dính. Rồi, chúc các bạn thành công. Bye bye, chào các bạn.